Xin chào mọi người, chào ông bà cô bác nhé. Cháu gì hôm nay trời nắng này không chơi mũ, hôm trời dâm này làm mũ. Em gì xin chào tất cả ông bà cô bác và mọi người ạ. Thời tiết ở trên vùng cao mấy ngày hôm nay nắng như đổ lửa luôn cô bác ạ. Trời trong xanh luôn cô bác ạ. Tiếng ve đã bắt đầu rả rích báo hiệu một mùa hè đã đến rồi. Mới ngày nào gọi là rất là sốt ruột để rời xa nơi này để về quê ăn Tết, nhưng mà bây giờ nhoảng cái đã đến mùa hè rồi, rất là nhanh thời tiết. Bởi vì là thời tiết như thế này thì không được ủng hộ cho lắm anh ạ, do là cái cơn mưa không có. Mưa không có, nhiệt vâng. Đây nha các bác, nắng lên ngô ở đây đã vun rồi nhưng mà héo hết rồi đấy. Đấy. Khu vực này nó là đá, cao nguyên đá của bác nhé. Hôm nay hai anh em tiếp tục có mặt tại mép vực rồi. Hôm nay quay trở lại nhà bà nội cháu giờ. Cũng khá lâu rồi, từ ngày anh em vào thăm bà một hai lần thì cũng chưa trở lại thăm nhà bà của bác ạ. Hôm nay quay trở lại đây thì cũng có một cái món quà của cô Kim Vũ ở bên Đức của bác ạ. Cô Kim Vũ chưa có gửi cho Xuân Thiệu là 3.712.000. Trong cái khoản này thì cô cũng có dành tặng cho bà nội nhà cháu giờ là 1.000.000 mua đồ của bác ạ. Mua gạo và đồ nhu yếu phẩm. Bây giờ vào những cái mùa đói ăn này, có những cái món quà này thì không có gì quý giá bằng rồi. Cũng xin được cảm ơn cô Kim Vũ rất là nhiều. Hôm nay anh em vào đây đã mua đây rồi một suất quà trị giá 500.000 của bác nhé. Một bao gạo 20 cân và một túi nhu yếu phẩm đây. Đó, gồm mó cá khô với lại đồ mắm muối mình chính, dầu ăn, các thứ để cho gia đình bà có được cái ít lương thực mà dùng trong những cái ngày tháng 3, ngày 8 này các bác ạ. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng xuống dưới nhà bà nội cháu giờ xem là cái cuộc sống của bà như thế nào. Đấy, đi ăn thôi, không nghề. Vâng. Xuống đây hả? Cái tảng đá này sắp lan xuống rồi. Dẫm cái lan được tảng đá cơ. Vâng. Dạo này mạnh thế cơ. Mạnh đến nỗi dẫm cái đá lở luôn thế này đúng rồi. Đường xuống dưới nhà bà nội cháu giờ đây. Đó. Bây giờ vào buổi trưa rồi các bác ạ. Anh em thì cũng vào buổi trưa thì may thì gặp được bà ở nhà, còn không thì những cái mùa nương cái này thì thường thường bà hay đi ra nương không gặp được. Thưa anh ạ. Đây này. Đây là những cái dấu hiệu của mùa nóng ở trên đấy. Núi đá. Đây. Đây này. Mùa khô là như thế này luôn. Đây, đây này. Cái ngô nó héo thế này thì còn gì nữa phát triển nữa. Vâng, đây. Đây này, cái khóm này là héo hết rồi. Vâng, héo hết luôn. Đấy. Đây do là nắng nóng. Ở đây thì nó ở trên đá, những cái đá, cái đất nó rất là mỏng luôn, chỉ cần nắng lên cái nó khô, nó kiểu như là nó rất là khó tả luôn. Vâng. Rất là héo, héo hết vào thế này thì cây phát triển tốt. Kể là anh ạ, nếu mà không có mưa mà cây ngô như héo như thế này thì rất là kém phát triển, bởi vì cái góc ở dưới cũng khô hết rồi. Năm suốt không có hiệu quả. Không có hiệu quả nhỉ. Vâng. Ai ơi, xem nào. Đi đâu đây? Hả? Em mới chị. Em mới chị. Làm gì đấy? Nhớ đi xem. Cháu đi chơi thôi. Đi chơi ở đây á? Ơ nè chị đâu mới chị ta rồi. Hả? Bố mẹ đi làm nương hết bố rồi. Bố mẹ đi làm nương hết rồi hả? Thế là cháu khác ở nhà một mình thôi. Ai là nhau chơi xí. Kia. Ừ. Kia còn một một cháu nữa này. Cháu nữa kia kìa. Thấy anh mình vào thì lạ quá nhỉ. Mùa này là mùa hình như là các cháu không đi học thì ở nhà hay là ra đường với bố mẹ thôi. Vâng. Đó. Nhà này thì cũng thấy rất là hoàn cảnh này các bác. Cũng chỉ quay tạm bằng cái cây tre cây nứa thôi. Nhưng mà nhà này cũng chưa vào không biết là như thế nào. Ai à. Không biết là bà có ở nhà không? Có ai nhà không? Nhà bố ơi. Ấy, nhà chơi đâu? Bà đang ở nhà. Bà đang ở nhà. Nhà chơi. Thanh niên kia đã chạy sang bên này rồi. Nó chị này. Nó mỏ á? Bà đang ăn cơm á? Bà. Ở nhà họ mỏ á chị nói? Bà về mới đi làm thuê vun ngô về. Đi vun ngô á? Vâng. Thế cả nhà đâu hết rồi hả bà? Lá mù có tế bó rò tà đó. Các con là đi cũng đi làm để đổ bữa ăn hết rồi. Tức là con trai và con rể là cũng đi làm vun ngô hết rồi.
tôi là cái một là một ô rồi thôi bất cứ ta rồi đó xin chân này mà tôi biết sắp ra không mua một tà thôi bà bảo là thời gian này nhà nào cũng đó ăn nên là phải đi kiếm thôi đi kiếm được bữa nào thì ăn bữa đấy kiếm một ngày thì ăn một ngày nên là bà vừa mới đi vu ngô về đấy bà vừa đi vu ngô về à? Thế thì bà khác đi mới lại con trai con dâu khác đi ư nấy nhiều mùa nhiều nhớ nấy nhiều mùa nhiều mà à khác người khác đi cái này cái rau gì đấy chứ nhìn rau chứ nè rau rau giống chúa chứ gì nó rau là rau ía à cái rau đán ở trên nương ấy rau đắng á và rau đán ở trên nương ấy à, lấy về chỉ mua giống nô đi à bà phải mới về đấy nhỉ à đó quá đói quá về 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 nhà ăn mèn mén trước đúng không ồ đây có một tí ngô đấy thế thế cái ngô này là ngô nhà mình hay là đi 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 làm người ta cho cái này bà chứ bất cứ ngã thì nó à bà bảo là sáng nay đi làm ấy thì làm cả ngày thì người ta cho được cái này nhưng mà về là chưa kịp nấu nên là phải để đây trước tí nữa mới nấu ăn mới nấu ăn á vâng à, tức là một ngày đi làm là người ta cho bằng đấy à hay là sáng nay bà làm người ta cho bằng đấy tại kia một ua là tiếp mấy khó gì là một ua mới nhập cô mới thông cũng nhở chị nó một tầm ấy trong một ua nó một tầm trong một ua à cái kia là làm cả ngày ấy nên là bà bảo ăn cơm xong tí nữa còn đi nữa cơ mấy giờ là chỉ phơi mỏ rồi người ta không nuôi ăn à nó chỉ phơi á à nghĩa là đi làm cho họ họ cho ngô rồi thì họ không cho ăn cơm nữa à nên là phải về nhà ăn đi tận đâu vun là bà một phần đâu nó rộp phần nào rồi một lao đấy rộp đi qua cái xóm này kia rồi ôi dồi nghĩa là mùa này đi vun ngô thì kiếm được việc còn được nhỉ? Ví dụ nhiều nhà nó không cần đến thì cũng lại không đổi được ít ngô nào về ăn nhỉ à nên đi mà lúc cho thanh thì tuyết xếp ra đâu bà bảo là bây giờ đó lắm á, bây giờ là không kiếm được cái gì ăn luôn á. Cho mình chỉ yêu, chỉ cho mình mẹ, cho mình mẹ như vậy. Chỉ bố bái đây nữa, thì một người mẹ có rò. Nhờ. Thế là đi không đi kiếm là không có ăn. Không đi kiếm là không có ăn. Vâng. Thế này thì đúng rồi. Mùa này anh ạ. Thế nhà ngô nhà mình được vun chưa bà? Nếu như bất cứ thì bố ta trong thôn này. Thôi của mình mẹ chứ chỉ tao rong. À, bà bảo là vô được một ít thôi. À, bà bảo là còn lại thì vừa mới trồng xong nhưng mà trời khô quá chắc là không thành nữa. Ồ, nên là nắng cái này chắc không thành nữa. Chỉ muốn xây vô để thả đây nhà ít tuần một rồi muốn nhà khô muốn thế là nắng thế này thì lại hỏng hết hẳn giống ngon. À, vâng. Đây mới gầy nhỉ. Bây giờ lại nắng nóng thế này, bây giờ không biết là kiểu gì đây mùa màng bà con lại thất bát những nhà nào dòng trước thì còn được vun nhà nào dòng sau này khéo khéo là không lên nổi và năm nay thì lại giống y xì như năm ngoái anh ạ năm nay thì lại mất mùa rồi do là lâu lắm mà không có mưa nên là những cái ngô mà gieo hạt rồi cũng hỏng hết tội bà đây này cái giường bà này các bác cái giường bà này này không có cái chiếu nào mà nằm đây này nhấp nhô ván là vênh hết cả lên rồi này có cái gì đây này cái vẻ lanh anh ạ vẻ lanh á cái giường này à sẽ lại kê vào một bên cáo này hả bà nhớ cháu không muốn uống sa xí sa kỹ nè chỉ trong bữa à bà bảo là nếu mà không kê góc bên này thì nó cứ gọi là không ngủ khó ngủ á khó ngủ á vâng. À nghĩa là cái đầu cao lên đúng rồi cái này các bác mùa đông thì chỉ có cái tấm cắt tông cái bìa cắt tông về dài đây thôi chứ còn mùa hè thì không cần chiếu bà nằm hẳn lên cái phản này đây nha các bác cái này thì bà nằm thì nó mới bóng thế này nếu mà không có người nằm nó không bao giờ bóng này đâu nghĩa là cứ nằm lên thì nó sẽ bóng cái này cái này không nếu biết mà nằm này đau lưng lắm không biết là máy chủ nằm rồi ôi đây này đây chắc là giường của con dâu con trai con dâu đây đấy, không chỉ có cái chê màn cái cũ rích từ bao giờ rồi các bác hả hả ủa bà chào là, no chưa bà chào á no rồi chào đấy, xem nào
cái con dao bếp của bà này. Dao bếp đây. Con mèn mén này. Cái này là mới làm hả bà? Cái này tạc kia nhà họ rồi. À, sáng nay mới làm ấy. Sáng nay mới làm á? Vâng. Rau cải đây này, một trái ớt này. Kia còn kia đây còn tí bột mèn mén nữa đây này. Tức là cái bột này là cái chỗ này là chưa làm hay sao đây này? Cái này chỉ tạo ủa cho một mông này. Ừ. À. À. Tức là cái nhà này trông kiểu như là chỉ lợp bằng cái tấm bờ lô được thôi. Đấy. Còn vòng quanh thì toàn cũng quây bằng hết cái cây tre, cây nứa này. Đó. Cũng không có cái gì đâu. Nói chung là cái hoàn cảnh của bà nội cháu giờ này cũng hết sức là khó khăn của bác. Chị chưa cho áp mù là? Chị cho áp mù á. Ồ. Thế ta cống rồi. À, bà bảo là tí nữa bà lại đi làm đấy. Để người ta mới tính ngày công cho. Còn không là... chỉ một mà yêu ta xuống nó sụt ta trong một trong mà nó chỉ sao yêu công á, chỉ sao công một có mà thiết tạ này không có cái công. À, bà bảo là người ta lấy cái ngô cho mình mang về rồi thì mà phải đi làm ngày công đủ cho người ta đã. Còn không nếu mình đi muộn thì ngày mai người ta lại bảo mình đi làm một nửa buổi trừ vào đấy nữa. Đúng rồi. Làm thế này nó cũng khó lắm, cũng phải đạt ngày công người ta. Đấy, không biết là thế dạo này bố cháu giờ còn hay về không hả bà? Ờ nên đi điện thoại tôi tin thì bực hết nó chết rồi thì mù thuyết mù nên chỉ cho nó chết. Thế một lại này lỗ mít tiền mít tiền. À, bà bảo là bố cháu giờ đi suốt rồi, cũng lần lâu mới về một lần. Lần lâu mới về một lần à? Vâng. Dạo này không công khá về thăm bà nữa. Nên thì chỉ số tới chỗ rồi. Chỉ tu á. Ờ. Chỉ chạy u chỉ tu. Chỉ chạy u á. À còn mắn bà nữa. Nên là dạo này không sang rồi. Dạo này không sang rồi. Vâng. Chỉ đu. À bà bảo là mắn bà nhiều lắm. Ừ. Số nhẹ thì như có cho tôi chạy chạy thì thêm một lại có trong đi vậy. À. Xui một đầu vậy. À. Bà không bảo. Mà mặn một uống là có rõ no. À. Bà có bảo là suốt ngày đi đi lang thang ấy. Ừ. Bỏ ông lúa suốt ngày đi lang thang, còn khi nào về lại mắn bà nên là bà cũng ở nhà, và dạo này cũng đi làm suốt nên là cũng không thấy ông lúa là về nhà nữa rồi. Ừ. Vâng. Lúa này cứ say rượu như thế thì cứ đi đỡ phải về cũng được bà, có mỗi lần về say rượu để mắng các cháu rồi mắng cả bà nữa thế này. Thì... mắng bà như thế không bảo các chú mắng cho ông ấy được à? Ý anh thì lần này chéo chỉ hay cho cứ chê này nè. Ồ, hả chê cả là chê chỉ chùi. Ồ. Nếu như tồn này. Ồ. Bà bảo là các chú nhỏ hơn nên là các chú không nói được đâu. Ừ. Ông lúa to lắm nên là ông lúa khỏe. Ông ấy to béo thật mà. Vâng. Dù tao, dù cho tú chỉ dòng chạy dù cho nhẹ. À, không sao đâu mà. Chê chê dù thế thì dù. Chỉ mua chỉ dù nôi một cái rốt của nó. À. Nó cua rồi. Thế là. Bà bảo là. Số của bà là không may, bà tuổi đẻ con trai nên là cũng chả được ai thưa. Thế bà là không có đứa con gái nào ư? Má chứ bố mình xài rồi. Mỗi tuổi với nhà tôi dùng tụi mình xài luôn. Mà mua thử á? Đấy, dùng với chị của tôi vui mà. Ờ, bà cũng bảo là có... Nhưng sáng xì hạ không? Có một đứa con gái thôi. Mua tụi mình mua xa về. Ừ, do là nhà con gái cũng ở xa xa ấy. À, thế là nhà con gái ở xa bây giờ cũng không đi được nữa đúng không? Vâng. Mà mình có khó nhau vô là? Nhớ vô mà. Thay mưa tiêu mà vô á? Đồ giải trước kiểu là mình đưa tiền cho bà, tiền của các cô bác cho nên là bà đi mua đồ này. Ồ. Để bà đi làm ấy. Ồ, con gái thì ở xa. Như thế nhưng mà con trai là cũng ở gần đây hết chứ hả bà? À, chứ mình tụi bà đánh nhau rồi tê tán mà. Nhớ rồi thế ở chỗ tụi mình hông thì tụi bà mẹ cho mình mua rồi. Mua rồi buồn đã, ú về tụi bố này giúp mua món đồ buồn mua từ cho nhiều mình mẹ sẽ chu lão thế vậy, ú lần lát tu thấy tụi mình mẹ cả chứ cua thì ú chỉ mua tủ được cả, ú lần lát sửa thì à, chỉ là chỉ tu về nhà rồi nhà mua nhà tụi ta thì ú bảo ú tu xéo, ú lần lát sửa lại cho mình thì, rồi rồi nhẹ, một là chỉ chậm nó đi nhỉ. Chú nhìn chí chú chó nhìn chú đó. Chú cho mình nhìn mẹ đấy. Chú tưởng mẹ quân nghe Bà cũng bảo là
Các con trai thì là cũng ở gần đây. Nghĩa là em con trai thứ hai ấy, nghĩa là em giữa anh lúa ấy. Thì cũng nhà ở ngay ở đây luôn, nên là mấy hôm vừa rồi ấy, thì con trai là đi làm thuê để đổ ít ngô về ăn ấy, thì là đi làm được mấy hôm thì về là vợ không thấy ở nhà nữa rồi. Vợ không thấy ở nhà. Vâng. Bảo là vợ không biết là đi đâu được mấy hôm rồi. Trời ơi. Vâng. Đi làm chắc là đi làm ở đâu thôi chứ bà. Trên này mua có hoa tứ rồi, chưa mua từ kia ha. Chị ua. Thì mổ nó chỉ chắn nó tí mà thì mổ tụ chi cái mổ rò mà tụ nhẹ chứ. Chỗ buồn này mổ món tụ buồn này mổ từ. À, bà bảo là ngồi chơi gắt bà bảo là ngô thì không đủ ăn, thì là con trai mới đi làm thuê để đổ mấy ngô về cho mấy mẹ con ăn ấy, thì đi được mấy hôm thì là vợ là bỏ đi rồi. Vợ bỏ đi rồi vợ bỏ đi nên là về tìm được một tuần nay là không thấy nữa rồi. Ôi dồi. Thân anh đấy chỉ có mấy đứa cháu tụi nó mới trả tụi mình nhiều á chỗ là bé tuần sài Đó tụi nó. Còn bốn đứa con. Bốn đứa con. Vâng. Dô, thế này thì lại thì lại như như nhà anh lúa à? Nhỉ, mỗi chỉ giống nó thích khiêm một đó chả? Mỗi chỉ giống thế nào? Nhi chỉ giống thế nào? Chỉ giống nó thích khiêm rồi. Nhi thì nhi tụi tụi nhẹ. Chứ của mỗi chỉ giống nó như nhu mẹ mẹ mũ rồi. Nó thì chỉ giống nó. À. Bố là bố là lâu bố chỉ tạo bố tụi tụi nhẹ thì bố lũ chỉ tạo cho bố mũ mũ tụ mũ tử. À, bà. Chúng chỉ tạo ít khử thì chỉ lộ. À, bà bảo là con trai về đến nhà thì là con dao không thấy nữa rồi, nên là tìm được một tuần nay là không thấy. Lúc lúc mà con dao sắp bỏ đi thì là cũng bảo là nhà nghèo quá, cái cơm không có ăn nên là còn bốn đứa con nữa. Trời ơi. Nên là cái cơm còn không tìm được cho đủ mình ăn ấy. Nên là cũng bảo là chắc là bỏ đi trước chưa bỏ đi thì cũng có nói được những cái lời là như thế. Thế bây giờ kéo kéo là cũng bỏ đi thật á. Cho nên khi mù á. Chị cho nhẹ chị mới mà nói gì. Ô lão thì tổ phi thì tao về chỗ bọn nó kêu một từ. Bà cũng bảo là cũng biết cô cô dù đâu ra dù hát thì chúng nó cô cho cho nhẹ tí. Bà cũng bảo là cũng chả biết là bỏ đi đâu rồi. Bà thì bây giờ là cũng ở nhà mà còn mấy đứa cháu với lại đứa con trai này kia đấy thì bây giờ là không ai trong nhà để gọi là có thời gian đi làm đổ cơm về cho các con ăn ấy. Trời ơi, thế này thì thế bà là có mấy người con trai? Ông ơi, chả thử mấy tú tá không? Là bé tú. Ba con trai. Ba người con trai, tức là một người ở với bà đúng không? Ít tuổi thôi nhá. Tú là chỗ nhau nhưng mà nhau lúc nào chơi thì. Thế là bà ở với con trai út, còn hai con trai lớn thì ở riêng rồi. Nghĩa là ông lúa mới lại cậu thứ hai kia, nghĩa là ông lúa thì vợ bỏ đi rất lâu rồi, bây giờ đến cậu thứ hai kia vợ cũng bỏ đi nốt. Này, cháu tụi mình tốt thì ông cả con này khiêm mũi nhà tụi thân rồi đó. Rõ ràng là. Tụi thân mà nữa, mong là tụi mà mong chút nông rồi, tụi thân mà mong chút nông rồi, tụi mà mong tụi cậu tụi chim mua rồi. Hai rong thì tụi chim mua rồi, chim mua chia, yêu mong nô, yêu chi, bông cư. Nhi à tụi chim mua là, nữ thì mua nữ thì. Nghĩa là vợ ở nhà ấy thì, nghĩa con dâu ở nhà thì bảo là anh đi làm đi, anh đi làm để êm ở nhà trong nhà cho. Đi làm để được đổ mấy ngô với lại có tiền mua một hai bao phân đạm, thì là đi con trai đi làm về thì là về là không thấy nữa rồi. Trước thì vợ anh lúa thì bỏ đi 3 ngày, còn vợ con trai thứ hai này thì bỏ đi 3 đêm. Ôi dồi, thế này thì đúng rồi. Thế lại khổ bà quá nhỉ, có 3 thằng con trai với hai thằng vợ bỏ đi về còn mỗi nhà này nữa. Nhau thì mà nhìn nhau cho nhẹ đúng. Nhìn cho nhẹ đúng. Bà bảo là bây giờ lúc mà tôi nhẹ nó ý kê nó muốn thiên nhiên của dung mộ tôi chung nhớ nó thế mà ô tê thế mà ô tụi mình tôi giống nhà ta nó hai người con trai dù lâu dù tôi nhẹ thế hai người con trai là giống nhau hết rồi. Tôi là gạt cháu nó con hết. Trời ơi. Thế thế cậu có thứ hai này có rượu nát rượu như ông lúa không? Tôi mới tốt tí ổn thì chỉ hào chắc đi tôi lúa rồi đó. Chỉ hào nhé. Chỉ hào. Tôi tí ổn chỉ hào. Chỉ hào nhé, chỉ bữa chán nhé. Nghĩa là con trai thứ hai này thì không uống rượu đâu. Nghĩa là chắc là kiểu như là do cái cuộc sống, cái áp lực cuộc sống. Vâng. Thật thừa trên này thì vào bà con đó rất là sớm vào cái mùa này thì gọi là đã không có ăn từ lúc nào.
Thế nhưng mà cũng kiểu gì nhỉ, anh thấy cái con phụ nữ ở trên này cứ hay bỏ chồng bỏ con đi lắm. Cứ khổ một tí là không chịu ở cùng với lại chồng con để mà cùng gánh vác gia đình đâu. Cứ chỉ nghĩ cho bản thân là cứ thế là bỏ đi là sướng cho bản thân thôi. Còn các con ở lại thì kệ thế nào thế. Kể là bỏ đi rồi thì không biết đằng sau là để lại bao nhiêu đúng hậu rồi, quả. Nó nhiều cái hậu quả lắm, con còn nhỏ. Mà như nếu mà bây giờ con nhỏ mà bỏ đi như thế của bố đứa con thì không thể nào đi làm được. Dần dần cứ lại kiểu như lại giống ông lúa mất. Tại vì ông lúa này ngày xưa thế bảo là đi bỏ đi thì chưa bỏ đi thì cũng chưa nát rượu như thế. Từ lúc vợ bỏ đi thì mới bắt đầu chán đời mới nát rượu như thế. Xong nên bây giờ cái cuộc sống nó mới như vậy. Lúc trên tôi này kìa. À nhà ngay ở bên cạnh này luôn thôi. Ồ, thế mới khổ nhỉ. Giờ cái cuộc sống như vậy là cứ thế là bỏ đi rồi. À, bà bảo là chắc là do mình nghèo quá. Thì đúng là như vậy rồi còn gì nữa. Bà bảo là mình bà bảo là nghèo, con trai thì đi làm, có dao là bỏ hết. Trời, thế này đúng là khổ. À, giờ đi lo bữa ăn, bữa nay thì lo bữa mai thì đúng là cũng khổ. Như thế này thì dần dần ở trên này toàn là đàn ông hết rồi. Toàn là gà trống nuôi con hết. Toàn là gà trống nuôi con này. Làm bà đấy đâu hết. Giờ đi mù mà chơi cho chính anh gà trống nuôi con thì mà hết trời luôn. Cho nhẹ đàn rồi, chỉ ca thế mà. Bà bảo là bây giờ kể cả có con trai cũng không dám lấy vợ nữa. Tôi không dám lấy vợ, thật. Lấy về cứ như thế này thì... Đúng rồi. La đó. Thôi nhỉ, mình trao cho cái món quà này cả. Hôm nay anh em chúng con vào thì có một cái món quà của cô Kim Vũ ở bên Đức có gửi tặng bà nhé. À, trị giá là 500.000 cho bà với lại các cháu có bát cơm gạo ăn nhé. Ờ nó nè ý tụi tí nói tôi nè mà mất tụi bắt là Kim Vũ nhập phần nào à u nè mua tao ý khó chú thế ý khó chạy cho mấy chạy ý khó chạy khó tốt là giá tụi lần hết tao nọ. Mà nếu ế tụi bố tụi mình lần này tụi bố tụi bố chỉ tìm nế ớ. Nè nè chú mô mô nọ bây giờ chú mô ớ mô nọ chứ ớ. À bà bảo là gia đình mình thì bây giờ cũng không có đi kiếm bữa nay thì ăn bữa mai thôi nên là cũng chả có gì để ăn nữa. Nên bố tụi mình bố rồi tụi mình bố tụi mình bố đồ rồi tụi mình bố nó sẽ chỉ tiền nào tụi mình nó đủ vậy. Chúng mình nó bận chơi chơi tụi nhau này đâu kia đấy còn chơi đi đâu. Yo mà. Hả bận chơi. Chào. Chào. À bà bảo là bây giờ nhà mình không có cơm ăn, sợ là con dao út này cũng chạy như thế nữa. Ayo. Nhưng mà cũng sợ thật đấy. Sợ thật đấy. Chạy đi hai đứa rồi. Khi mà ổ tù chui tì tù hứa đó. Chui tì tù hứa đó. Còn một đứa duy nhất thôi. Rồi nhẹ thì chỉ muốn mà nó phải cho nó khi nó tù. Bà bảo là không có gì ăn, sợ là nó sẽ chạy bất cứ lúc nào không biết. Nhưng mà nếu con dâu út này lại còn chạy một lần nữa này đúng là bà đúng là quá khổ bà nhỉ. Còn... Đúng là lão rồi, la la thế rồi. Chưa, ý là cho nhắc khi tầm mà dù lão này mà chế ư, như xí hữu đó. Như xí hữu đó, cho nhẹ lộ. Chỉ sao ăn này không? Tôi chỉ tạo thế rồi. Bà bảo là nếu mà các con rau mà chạy hết thì bà là thở không được luôn. Thở không được. Trời, quá khổ. Bà bảo là đi làm làm khóc mà không làm được. Đấy, các cô bác, món quà tặng bà nội của cháu giờ vào cái thời điểm này thì không có gì ý nghĩa bằng rồi. Cũng xin được cảm ơn cô Kim Vũ rất là nhiều, món quà trị giá là 500.000. Ở trong này có mắm muối với lại cá khô bà nhá, bà lấy về rán ăn với lại mèn mén cho nó được ngon nhá. Cho nên chắc khoa ông ấy chắc khoa kỹ là nó sẽ cho nhiều. Bà rất là vui, bà cũng bà bảo là cái món quà này đối với bà thì được một khoảng thời gian lâu lâu rồi. Đúng rồi. Lâu vâng. Chết chà. Vâng, thế thôi bà còn đi vun ngô cho người ta thì bà đi nhá, anh em chúng con cũng đi thôi bà nhá. Mùa thằng đó bỏ té hả? Mùa té mà. Mùa chê. Vâng. Bà cũng gọi đi làm nữa. Vâng. Không có gì đâu bà nhá. Anh ơi, mùa chê hả? Anh mình cũng đi thôi. Vâng, cho con đi bà nhá. Vâng. Món quà rất là ý nghĩa. Vâng. Anh ơi. Vâng, bây giờ anh em cũng đi... chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi của bác ạ. Đó, nhà bà thì nói chung là ba cậu con trai, nhưng mà hiện tại hai cậu vợ đã bỏ chạy mất dép rồi.
gọi là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ nhà, các con đấy. Bỏ cửa, bỏ các con. À, chắc là cái nhà này hay sao đây này. À, vừa nãy bảo là cái nhà bên cạnh này luôn mà. Ừ. Thế mới tội nghiệp. Rồi, mình đi thôi, trời nắng quá nhé. Bây giờ anh em Xuân Thiệu và em Dìa cũng đi chia sẻ những ngoan cảnh khác thôi. Có lẽ là cũng chào ông bà ở đây thôi nhé. Xin chào. Con đi xuống dưới này rồi.